Mới đây, nam diễn viên Tuấn Nguyễn đã tung ra loạt tin nhắn tố cáo Minh Béo gạ gẫm, xúc phạm với những lời lẽ nặng nề khiến cộng đồng mạng xôn xao. Cụ thể, diễn viên kiêm producer Tuấn Nguyễn đã đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân tố cáo Minh Béo lạm dụng tình dục thông qua việc tuyển nghệ sĩ. Anh còn tung hàng loạt tin nhắn được cho là trao đổi trực tiếp với Minh Béo trên Facebook cá nhân. Nội dung đoạn tin nhắn cho thấy Minh Béo đã chủ động liên lạc với Tuấn Nguyễn trước, nhưng lại thay đổi thái độ sau khi bị nam diễn viên trẻ đối chất tố cáo sau buổi hẹn phỏng vấn. Minh Béo còn dùng những lời lẽ khá thô tục khi đối chất với Tuấn Nguyễn. Hiện bài đăng này đang thu hút rất nhiều sự chú ý của công chúng. Tuấn Nguyễn cho biết sau đoạn loạt tin nhắn tố cáo được đăng tải trên trang cá nhân, phía Minh Béo vẫn chưa có động thái gì khác. Anh cũng tin chắc rằng Minh Béo sẽ phải chịu hậu quả vì những việc làm sai trái của mình. Toàn bộ dòng trạng thái của Tuấn Nguyễn để khỏi mất thời gian chúng ta vào việc bóc phốt luôn cho lẹ. Chắc chắn, nhiều thanh niên cũng bị ổng dụ rồi nên đăng lên để anh em sau chuẩn bị tinh thần. Em đi làm diễn viên lương có vài đồng, cái ngàn vàng của đời con trai. Ai lại tùy tiện giao cho anh ẩu thế được. Có vai diễn em rất vui và cảm ơn anh. Mà gọi đến để lợi dụng sờ mó đòi ôm đòi xem em làm gì thế. Tự nhiên nói anh sẽ cho em cái vai diễn để em đi lên, đổi lại em cho anh ấy ấy. Anh sẽ cho thêm tiền vào cuối tháng. Anh biết giá chữa bệnh bây giờ đắt lắm không? Tiền anh cho em liệu đủ chữa không anh? Cứ tưởng đi tù về là ăn năn hối cải. Em vẫn chưa hoàn hồn về cảnh tí thì bị anh ôm với đòi sờ. Anh nghỉ nghề đi đừng làm xấu mặt anh em nghệ sĩ nữa. Add Facebook em xong nãy thấy em không đồng ý cho anh thì em bỏ về. Anh xóa Facebook. Em đăng lên đây là để anh biết không ai dám nói gì anh thì em nói. Anh đừng tưởng già rồi có tiền có tiếng là anh lộng hành ở cái showbiz này. Tắt hẳn tên anh vào đây mà đọc Hồng Quang Minh. Dòng trạng thái của diễn viên Tuấn Nguyễn dù đã lược bỏ bớt nội dung nhạy cảm nhưng vẫn khiến ai nấy nổi da gà sợ hãi. Dân mạng đồng loạt cho rằng nếu lời tố cáo của Tuấn Nguyễn là thật, họ sẽ ném đá Minh Béo tới khi nào anh bỏ nghề thì thôi. Trước đó, diễn viên Minh Béo từng bị cảnh sát ở quận Cam, Nam California bắt giữ. Minh Béo bị truy tố với 3 tội danh: quan hệ tình dục bằng miệng với trẻ vị thành niên, có hành động khiêu dâm với một em bé dưới 14 tuổi và gạ gẫm trẻ nhỏ để thực hiện hành vi dâm ô. Sau 9 tháng bị bắt giam ở Mỹ, Minh Béo mãn hạn tù vào ngày 19 tháng 12 năm 2016. Sau khi về đến Việt Nam, Minh Béo nhanh chóng cập nhật trạng thái ngắn gọn trên trang cá nhân kèm theo những hình ảnh rất vui vẻ của mình. Anh còn cảm ơn lời quan tâm của mọi người dành cho mình. Điều này khiến cộng đồng mạng cảm thấy khó hiểu vì nam diễn viên quá coi thường khán giả, không cảm thấy xấu hổ với những gì mình gây ra. Để công chúa hạ hỏa, Minh Béo quay clip đứng bên bàn thờ Phật, khóc nức nở khẳng định bản thân không xin lỗi vì không có tội. Trong đoạn clip, Minh Béo gửi lời cảm ơn tới những người luôn theo dõi mình trong suốt thời gian qua. Dù biết rõ bị ai hại nhưng Minh Béo cho rằng bản thân đang bị Phật thử thách nên không ôm hận thù. Minh Béo cho biết, có thể những hành động và lời nói của tôi hiện tại đã là muộn màng. Nhưng nếu quý vị đặt vào hoàn cảnh của tôi, quý vị sẽ hiểu và thông cảm hơn cho một con người bị dồn đến đường cùng. Tôi khổ lắm. Ngày hôm nay cho tôi gửi đến lời xin lỗi chân thành nhất. Tôi hiểu, khi quý vị đặt niềm tin vào ai đó, khi bị tổn thương chắc chắn sẽ rất sốc, đau khổ và tức giận. Thời gian qua, những lời an ủi động viên hay chửi rủa trách mắng, tôi vẫn cảm ơn tất cả vì giúp tôi hoàn thiện hơn, hiểu được bài học tình người nhiều hơn và tôi vẫn xin tiếp tục được cống hiến. Có lẽ một thời gian nữa tôi mới trở lại với công việc của mình. Nhưng tôi vẫn chưa biết quý vị có còn giang tay rộng mở đón tôi trở lại với con đường nghệ thuật hay không. Đoạn clip xin lỗi của Minh Béo đã hứng phải sự chỉ trích gay gắt nặng nề của khán giả. Rất nhiều comment cho rằng Minh Béo đã dàn cảnh nhằm lấy được sự thương cảm của khán giả khi đứng cạnh bàn thờ Phật và lồng ghép tiếng nhạc vào clip. Nam diễn viên chỉ đổ lỗi cho người khác mà không thừa nhận bất cứ tội danh nào. Điều đó khiến đông đảo cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ bởi Minh Béo không hề có thái độ hối cải trước hành động đáng xấu hổ của mình.